Sao tỷ độc ác như vậy? Biết rõ Vĩnh Diễm là hy vọng duy nhất của muội, tại sao tỷ phải làm như vậy? Tại sao chị hả? Là muội chăm sóc không chu đáo, nhưng tỷ chính là người hạ độc. Đừng hòng bỏ chạy. Đi, theo muội tới gặp Ngự Tiền đối chất. Đi, ta không đi. Đi. Muội nhập cung bao nhiêu lâu rồi? Khó khăn lắm mới có được hai đứa con. Hễ ai dám động tới Vĩnh Diễm, muội sẽ lấy mạng kẻ đó.